Babymax đang chuẩn bị để giao một em bơm cho khách hàng mọi người ạ. Đây là bơm bánh răng KCB chạy động cơ diesel, một loại bơm bánh răng ăn khớp ngoài có thể dùng bơm các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu, nhựa đường hoặc keo. Máy bơm chạy động cơ diesel có ưu điểm là không có cần điện, có thể hoạt động độc lập, thích hợp cho những nơi không có điện hoặc làm bơm dự phòng khi mất điện. Máy bơm bánh răng KCB chạy động cơ diesel có nhiều công suất và lưu lượng khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp như bơm hút vận chuyển dầu nhớt, bơm dầu thực vật, bơm siro mật ong và nhiều cái ứng dụng khác. Bơm bánh răng KCB là sản phẩm của thương hiệu Hebei Hansen, một nhà máy sản xuất bơm nổi tiếng tại Trung Quốc. Bơm bên em được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi các đơn vị uy tín. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để được tư vấn chi tiết, hãy để lại thông tin ở phần bình luận hoặc liên hệ cho chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ video các bạn nhé.